Đấy, một con dê con các bạn. Nói chung là cặp dê. Đấy, đây này các bạn này. Và đây là con mẹ của nó này. Còn đây là hai con dê con. Con này con sinh ra trước các bạn. Đấy, con này sinh ra sau. Bởi vì là mình thấy là con này nó to hơn, con kia nhỏ nhỏ hơn các bạn. Không biết con này con đực cái con cái. Thường thường là dê thì bao giờ cũng đẻ một con đực một con cái các bạn. Cũng có một số con dê nó đẻ theo bề. Có nghĩa là cả hai con đực và hoặc là hai con cái. Đấy. Với những cặp dê như thế này thì là người ta cũng thường thường là báo từ 100 đến 120 các bạn. Đấy. Còn những cặp nào đẹp đẹp người ta đẹp lắm ấy thì là ở trên đây chỉ bán với giá là được 130.000 một cân. Nhưng mà đối với cặp này mình nghĩ là người ta đang giao bán với giá là 11.500. Đấy, tầm đấy các bạn. Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Tây Bắc TV1. Đấy, chúng ta đang đi chợ phiên các bạn. Đi chợ xem dê. Đấy, xem dê ngày hôm nay có nhiều hay không. Và trước khi đi vào từng con dê và xem nó giá cả như nào thì mình quay toàn bộ xung quanh cho mọi người xem nhé. Đấy, đây là cảnh chợ phiên buổi sáng này. Và bây giờ này mình nghĩ là rơi vào tầm 7 giờ sáng này các bạn. Trời cũng sáng rồi. Mặc dù mình đi sớm nhưng mà mình lúc đấy tối quá mình không quay được. Bây giờ sáng thì mình quay cho các bạn xem. Đấy. Hôm nay thì là mình thấy là dê nó nhiều hơn so với là tuần trước. Tuần trước ít hơn các bạn. Và tuần này thì nhiều con dê đực và nhiều con dê to. Đấy. Đây con cái. Một con dê cái các bạn, người ta đang giao với giá là trên đầu 2, có nghĩa là tầm 2.800.000. Đấy là mua lúc chủ là giao là giá là 3.000.000. Đấy. 3.000.000. Và giá chuẩn muốn chốt đơn là 2.800.000. Đấy. Còn người mua thì đang giả với giá là 2.500.000 các bạn. Một em dê cái nhá. Còn tầm bao nhiêu cân thì mình cũng khó đoán lắm các bạn. Bởi vì mình cầm cân nó không chuẩn. Đấy. Bên kia thì cũng có mấy con dê đực to kìa. 3 con các bạn. Mình ra mình quay cho các bạn xem nhé. Ở đây hai con dê đực các bạn. Một con, hai con và kia một con nữa là 3 con. 3 con dê đực to nhất chợ. Đấy, con dê này màu đỏ nhá, có lông màu đỏ các bạn. Những con dê này thì nó cũng gọi là nó to rồi. Lớn hết cỡ rồi các bạn. Những con dê này hiện đại bây giờ thì người ta cũng đang báo ra giá là chỉ được 13 đến 14 thôi các bạn. Đấy. Đấy. Ở dưới kia thì có một con dê to nữa kìa. Đấy. Thank you.
Đấy, con này nhé các bạn nhé. Đấy, con này thì người ta vừa đấy chở đến này. Đấy, con này người ta cân từ phiên trước, có nghĩa là người ta cân ở nhà đấy, mua ấy thì khoảng là 40-45 cân các bạn. Đấy, một em dê đực lông xù. Đấy, cũng khá là to. Đấy. Nhưng mà con này thì người ta báo chỉ là 12 đấy các bạn. Có nghĩa là 120.000 một cân. Nói chung là những dê to mà nó già thì giá nó không được cao các bạn. Giá cân hơi nó không được cao. Còn những con nào mà đang tuổi lớn nhỏ nhỏ ấy, tầm mà đang trên đà phát triển ấy, béo tốt ấy, thì mới báo được 14 năm đến 15 thôi. Ồ, con này có đực này các bạn ơi. Đây là con đực. Đấy, những cái tầm mà nó đang tuổi lớn như con này này. Đấy. Đấy, những con này nó đẹp, thịt nó được các bạn. Thì người ta báo là 14 đến 14 năm. Nói chung là hôm nay thì là mình thấy rất là nhiều dê đực. Ví dụ kia cũng có một con này. Đây là con này này các bạn ơi. Đấy. Con này chắc chắn là dáng, con này cũng có đực, dáng là con đực, mình đoán vậy. Con cái con đực đây. Đấy, con này là con đực nha các bạn nhé. Con này cũng béo này, nhìn nó béo quá. Ờ à, đúng con đực đấy các bạn. Đúng con đực rồi. Mình thử sờ xem nó béo không các bạn. Con này cũng được các bạn. Không đến nỗi gầy lắm. Mà cũng không đến nỗi béo quá. Nói chung là nó cũng được thịt. Đấy, như những con này. Đấy, người ta kiểu gì cũng báo là 14 này. Nói chung là gần Tết rồi các bạn. Gần Tết mà mình thấy đây lại có dê, xe dê chở đến này các bạn ơi. À, đây là toàn những con bình nha các bạn nhé. Những con nhỏ. Con nào. Nói chung rồi cũng giáp Tết rồi các bạn. Mình thấy giá dê thì nó cũng không được lên lắm. Đấy. Hôm nay thì mình đi hỏi một loạt rồi thì thấy toàn dao động từ 100.000. Rồi có con thì báo 101, có con thì báo 120, có con báo 130 và đến cao nhất là hiện tại thì mình thấy là họ báo đến 140 thôi. Đấy. Cả dê đực nhé các bạn nhé. Đấy. Dê đực hôm nay thì thậm chí là có con chỉ dao động đến
110 đến 120. Đấy, đây là toàn bộ khu vực chợ phiên, chợ dê, chợ Cung Ly buổi sáng sớm các bạn. Nói chung là trời khá là rét, và hôm nay thì là mình thấy nhiều dê hơn so với phiên trước. Phiên trước thì mình nghe thấy một số bác bảo là cấm dê từ từ các tỉnh khác sang sang tỉnh này. Đấy là thông tin mình nghe vậy thôi, mình cũng không biết chính xác các bạn. Đấy, phiên trước ít dê lắm, nhưng mà bù lại phiên nay rất là nhiều dê. Đấy, hôm nay nhiều dê đẹp quá. À, mặc dù đẹp nhưng mà cũng không được giá cao. Nói chung là người mua thì bao giờ cũng muốn giá rẻ, còn người bán thì bao giờ cũng mong muốn bán được cái giá cao. Nhưng mà giá thị trường chung ở chợ phiên này thì là mình thấy thì từ hôm mình đi quay ấy, thì so với giá ngày hôm nay thì giá ngày hôm nay cũng không được cao các bạn. Cũng cao nhất thì cũng chỉ là 14 đến 15, và hiếm khi có nào bán được 16. Đấy. Mà giá đột biến thì bao giờ lên 10, gọi là 16, 17, 18 thì lúc đấy mới gọi là giá cao. Còn bây giờ nó chỉ nằm tầm trung từ trước đến nay, cũng rơi vào 14 đến 14 năm, thậm chí đến 15 là cao rồi. Còn con nào bán được 16 thì đếm trên đầu ngón tay các bạn. Con đấy sáng thế báo là con này gì ấy? À, thấy sáng thế họ báo là 3 triệu, có người trả 25 rồi không bán, 2 triệu rưỡi không bán. 2 triệu thì là nó bán được. Ôi còn được. Cái này nó thấy lắm rồi. Thế bán cân hơi. Bán một cân một bao nhiêu tiền cân? 120 đó. 120 nhá, con cái này 100 thôi. Chúng mà anh tôi bán 100 hết. 100 nó dễ dàng hơn. Dễ dàng. Con này được bao cân? Chịu canh chưa biết đâu. Chưa, nó thích con đấy, nó là gì có chửa. Đấy, nó thích rồi đấy. Dê là sướng nhất đấy. Sao mà Tây Bắc TV ơi, quay nhìn thấy rồi. Một con làm một đàn thì chỉ cần một con dê được. Nói chung là từ trước đến nay dê ở đây tần dao động cứ 180 đến 140, 45. Đây con to, cái này to nhất đây này, nhưng mà giá cũng thấp lắm. Cái này chỉ 12 thôi cân ấy, nó già rồi nhỉ. Đấy, dê được kén những con bình như này mà được mà béo béo. À, khu này là mấy con cái các bạn, con này con cái khung to nhỉ. Đây, ở đây nhà những con cái như này là to lắm rồi các bạn. Còn ở các vùng miền miền Trung miền Trung là con cái thì nó to, con nào to phải 6-70 cân. Nhưng mà ở miền Bắc là những con này là to rồi, những con cái như này là quá to rồi. Đấy. Yeah.
Đây một con đực các bạn. Đấy, mình thấy con này, mình thấy con này chắc chắn này các bạn này. Đấy, con này rất là chắc thịt. Đấy, đây cũng là con dây đực nhá. Đấy. À, dây đực hôm nay nó chỉ rơi vào 13 đến 13 35 đấy các bạn. Ô con này tuột dây rồi. Con này của ai tuột dây đây? Tuột cọc, tuột cọc. Nó thấy gái phát nó nhảy luôn các bạn. Đấy. Con này đẹp, con này cũng đẹp các bạn. Cân cả người lẫn dê. Sáu mốt mà trừ đi tám mấy? 84, 61 2-3 cân. 2-3 cân 13 là thành 3 triệu đấy à? Con đấy là người ta nhân với giá là 13. Quả thả anh ấy đấy, anh sẵn rồi. Quả nó chạy đi đâu rồi. Ok các bạn nhé, đây là toàn bộ khung cảnh chợ dê, chợ phiên, chợ Công Ly. Nói chung là hôm nay so với phiên trước thì hôm nay nhiều dê hơn các bạn. Đấy lại có xe dê đến kìa. Nói chung là giá cả thì nó dao động trong khoảng là 10 đến 14 năm. Đấy. Đực thì đắt hơn. Đực thì 13, 14 ngày hôm nay. Đấy. Chưa thấy con nào mình thấy là báo 15 các bạn. Nói chung là giá dê thì vẫn nằm trong cái giá là bình bình. Và từ trước đến nay nhé các bạn nhé. Còn lúc nào tăng giá đột ngột thì nó phải rơi 16, 17, lúc đấy gọi là tăng giá đột ngột. Còn hiện tại bây giờ giá chỉ có thế thôi. Đấy, chủ yếu là mình quay khung cảnh chợ phiên. Đấy, để cho các bạn biết dê ngày hôm nay nó nhiều hay không. Rất mong quý vị các bạn đăng ký kênh ủng hộ. Đấy, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Và đừng quên like, chia sẻ ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.